Bây giờ chúng ta sẽ đi làm bài tập sau đây. Cho ABC là các số thực lớn hơn 0, thỏa mãn điều kiện 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C bằng 2022. À, chúng ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M. Em thấy là với cái giả thiết này và cái hình thức của biểu thức M này, thì em thấy là chúng ta sẽ đi tách làm sao để từng cái biểu thức của M này nó xuất hiện à, 1 phần A cộng 1 phần B cộng 1 phần C thì à, ở đây chúng ta sẽ nghĩ đến sử dụng cái bất đẳng thức cộng mẫu đó là 1 phần X cộng với 1 phần Y lớn được bằng 4 phần X cộng Y từ đây chúng ta suy ra 1 phần x cộng y Nhỏ hơn bằng 1 phần 4 Nhân với 1 phần x Cộng với 1 phần y Rồi bây giờ vận dụng vào đây Chúng ta sẽ xét biểu thức đầu tiên Của M Đó là 1 phần uh, 6A Cộng B Cộng C Bây giờ chúng ta đi uh, tách Theo các bước Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tách thành uh, cái 6a này ta tách thành 4a cộng với 2a. 4a thì em đi thành một nhóm, chỗ này là 2a cộng với b cộng với c là một nhóm thứ hai. Thế thì ở đây tại sao chúng ta lại đi tách cái 6a này thành 4a cộng 2a mà chúng ta không tách thành 1A cộng với 5A Đó là bởi vì lý do như thế này à, Về cái hình thức của cái biểu thức này Của cái bài toán này Thì em thấy là dấu bằng xảy ra khi A bằng B bằng C Còn cái bất đẳng thức bên dưới này Dấu bằng xảy ra khi X bằng Y Chính vì vậy mà em tách nó ra theo phương án này Thì em thấy dấu bằng xảy ra khi Hai cái biểu thức này bằng nhau Đây là X này Đây là Y này Tức là chúng ta có 4A bằng 2a cộng b cộng c và em thấy dấu bằng nó xảy ra khi a bằng b bằng c thì em thay hết theo a đi vậy có 4a này bên này là 2a cộng a cộng a như vậy đây chúng ta mới có biểu thức luôn đúng còn nếu như giả sử em đi em tách cái 4a này thành 5a cộng 1a ví dụ như thế này em tách theo phương án này thành 5A rồi cộng 1A. Thế thì trong tình huống này, dấu bằng nó xảy ra khi 5A bằng A cộng B cộng C. Thế em thay theo A thế 5A, bên này là A cộng A cộng A. Này. Như vậy 5A bằng 3A, điều này là vô lý. Đấy, như vậy chúng ta tách 4A chỉ có thể tách thành... À, chúng ta chỉ có thể tách 6A thành 4A cộng 2A thôi. Giờ bây giờ ta đi làm tiếp Thì hiện tại đến đây Chúng ta áp dụng cái bất đẳng thức phía trên này Chợ này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 4 Nhân với 1 phần 4A Cộng với 1 phần 2A Cộng B, cộng C Đến đây thì em sẽ đi em tách cái 2A này Thành 1A cộng 1A Nếu mà tách như vậy Thì em nhận thấy là Dấu bằng nó xảy ra Thì nó sẽ vô lý à, Cụ thể như thế này Nếu thầy tách cái 2A này Thành 1A cộng 1A Có nghĩa ta có nhỉ A này Cộng cái này A cộng B cộng C thì đến chỗ này dấu bằng nó xảy ra khi hai cái biểu thức này bằng nhau này a bằng a cộng b cộng c điều này sẽ vô lý rồi chính vì vậy mà chúng ta sẽ kết hợp hai a này thành một nhóm và b cộng c thành một nhóm ta lại áp dụng tiếp rồi và đây tiếp tục chúng ta làm này 1 phần bốn để nguyên một phần bốn a để nguyên này. Còn cái chỗ này, áp dụng bất đẳng thức chúng ta có đây là 1 phần 4 nhân với 1 phần 2A cộng với 1 phần B cộng C. Rồi ta đánh ngọc vuông vào đây. Rồi vào đến đây em lại áp dụng tiếp. Cái chỗ này là 1 phần B cộng C, lại áp dụng tiếp. Như vậy đây là 1 phần 4 để nguyên này. 1 phần 4A này, chép xuống này. 1 phần 4 để nguyên 1 phần 2A để nguyên này Và chỗ này thành 1 phần 4 Nhân đến 1 phần B Cộng 1 phần C Chỗ này đóng một vuông vào đây Rồi, Ở đây có giống ngoặc ở đây này. Đến đây thì em đặt à, Ở đây, ở trong dấu ngoặc này Tất cả đều có thể đặt 1 phần 4 ra bên ngoài Thì bên trong đây còn 1 phần A này Cộng với 1 phần 2A Cộng với 1 phần 4B Cộng với 1 phần 4C Rồi tính toán tiếp ở đây là 1 phần 16 này. Hai cái chỗ này cộng với nhau đó là bằng 3 phần 2A. Còn hai cái số sau ta chép lại 1 phần 4B cộng 1 phần 4C chép lại ở đây. Rồi đến đây em có thể em nhân 1 phần 16 vào bên trong cũng được. Thì khi nhân vào cái chỗ này nó thành à 3 phần 32 Cộng với 1 phần 64B Cộng với 1 phần 64C Và đây là kết quả đầu tiên Ta ghi là 1 Vậy thì hoàn toàn thực hiện tương tự như thế này Ta ghi là chứng minh tương tự ta có biểu thức thứ hai này 1 phần A cộng 6B cộng C Sẽ nhỏ hơn hoặc bằng à, Bây giờ em nhìn cái quy luật của cái biểu thức đầu tiên này ở Chỗ này là 6A hệ số lớn nhất Thì ở đây sẽ là 3 phần 32A Như vậy ở đây à, 6B là hệ số lớn nhất Thì cái này sẽ là 3 phần 32B Rồi còn lại là 1 phần 64A cộng với 1 phần 64C Đây là ý thứ hai rồi cuối cùng đó là 1 phần A cộng B cộng với 6C nhỏ hơn bằng 3 phần 32C cộng 1 phần 64A cộng 1 phần 64B. Đây là dữ kiện thứ ba. Bây giờ em cộng vế ba cái bất đẳng thức 1 2 3 vào thì chúng ta sẽ có biểu thức M sẽ nhỏ hơn hoặc bằng. Vậy ta ghi từ 1 2 và 3 ta suy ra. biểu thức M nhỏ hơn hoặc bằng Rồi bây giờ em cộng ba cái bất đẳng thức này vào Thì khi cộng vào Những cái nào mà cùng mẫu Mẫu là chữ A em cộng với nhau Mẫu là chữ B cộng với nhau Chữ C cộng với nhau Như vậy tại đây ta có là 3 phần 32A Cộng với 1 phần 64a cộng 1 phần 64a nữa. Tương tự như vậy đối với b 3 phần 32b cộng 1 phần 64b cộng thêm một lần nữa. C cũng vậy. 3 phần 32c cộng 1 phần là 64C cộng với 1 phần 64C. Ở trong ba dấu ngoặc này em có thể dùng máy tính điểm tính ở đây là 3 phần 32 cộng 1 phần 64 cộng với 1 phần 64 nữa thì bằng 1 phần 8. Như vậy cái chỗ này là bằng 1 phần 8A. Cái chỗ tiếp theo là 1 phần 8B cộng 1 phần 8C. Có nhân tử chung là 1 phần 8 nhóm ra ngoài Bên trong là còn 1 phần A Cộng 1 phần B Cộng với 1 phần C Rồi bây giờ thì à, giả thiết cho chúng ta là Cái tổng đó bằng 2022 Thay vào đây Rồi như vậy cái này bằng 1 phần 8 Nhân với 2022 Thì em có thể rút gọn đi Bằng à, 1011 Phần 4 rồi, và từ đây chúng ta có vậy giá trị lớn nhất của M là 1011 phần 4. Và dấu bằng nó xảy ra khi A bằng B bằng C và bằng. Ở đây em thay cái giả thiết này này. Em thay hết theo A. 1 phần A cộng 1 phần A, 1 phần A. Tức là 3 phần A bằng 2022